Sau màn tái định vị thương hiệu gây bão hồi tháng 7 mới đây, Vinamilk tiếp tục gây chú ý với một brand phim mới quảng cáo dòng sữa cao cấp Green Farm. Không tô hồng sản phẩm như một người hùng hay giả những từ ngữ ngon lành thanh khiết tự nhiên gắn liền với TVC sinh ảnh sữa, Vinamilk Green Farm điều không tưởng thu về hàng loạt phản hồi tích cực bởi cái làm sáng tạo và đầy chuẩn chỉnh. Không tập trung khai thác lợi ích sản phẩm như cách mà các quảng cáo từ 15 đến 30 giây truyền thống, câu chuyện cảm xúc của Vinamilk Green Farm được kể chậm rãi từ tốn với thời lượng lên đến một phút. Thoạt nhìn thì nước đi này có vẻ là khá mạo hiểm vì Ngày nay thì sẵn sàng, giới trẻ có thể skip quảng cáo nhanh gấp nhiều lần so với trước đây. Tuy nhiên thấy cái hay của brand phim nằm ở cách kể chuyện ẩn dụ vô cùng thu hút, đại diện tinh thần táo bạo mà Vinamilk tập trung truyền tải khi lộn xác. Đôi khi chúng ta bắt đầu tất cả bằng việc không làm gì cả trong suốt 3 năm, cách mở đầu trụ tượng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xem, không dừng lại ở một câu hỏi vô thưởng vô phạt, câu chuyện về sự nghỉ ngơi hóa ra lại là việc mà Vinamilk quyết định không làm gì trong suốt 3 năm để các vùng đất trang trại được thanh lọc và lớn lên nhờ sự bồi đắp của thiên nhiên. Những giây tiếp theo, Hình ảnh với ấn tượng thị giác mạnh mẽ đã thu về hàng loạt các giả thuyết từ người xem. Nhiều người cho rằng bầu trời chuyển hồng và cô gái tháo tai nghe đồng nghĩa với việc cô đã hoàn toàn đắm chìm vào thiên nhiên và thế giới riêng. Đến khi giật mình nhận ra thì trời đã chiều tối. Người thì nghĩ rằng cô gái đã bị lạc sang một không gian khác, nơi có cánh đồng cỏ và những chú bò thong rong, cô cảm nhận được sự thoải mái và tự do. Bên cạnh đó, không ít người đã nhanh chóng nhận ra hint hé lộ công nghệ mới của Vinamilk với lời lý giải đầy thuyết phục. Hình ảnh cô gái bay lên không trung lẩn dụ cho cảm giác phiêu lưu và điều không tưởng có lẽ là công nghệ hút chân không sữa lần đầu có mặt trên thị trường, giúp nâng tầm trải nghiệm cho người dùng qua vị sữa đặc biệt. Có thể nói rằng, thương hiệu đã làm rất tốt trong việc áp dụng QS Storytelling, nghệ thuật kể chuyện tinh tế dựa trên chất liệu đời sống và cảm xúc của người tiêu dùng, từng được gã khổng lồ Apple, Meta và IKEA khai thác trong các chiến dịch quảng cáo về gây tiếng vang thay vì đề cao lợi ích của sản phẩm cách cài cắm chi tiết ẩn dụ kích thích sự tò mò của người xem và để họ tự giải mã ý nghĩa thông điệp đã giúp vinamilk khơi gợi thành công hứng thú từ cộng đồng về câu chuyện thương hiệu và các sản phẩm mới có lẽ hiệu ứng tích cực từ cộng đồng đối với các hoạt động rebranding lần này là chiến thắng lớn nhất của nhãn hàng bởi suy cho cùng người tiêu dùng trẻ có khó tính đến đâu cũng đều dành sự quan tâm và ủng hộ với các sản phẩm chiến dịch quảng cáo được đầu tư kỹ lưỡng và nghiêm túc nhiều marketer cũng đã đưa ra những dự đoán về động thái tiếp theo của ông lớn ngành sữa vinamilk có tung mv giải đáp thắc mắc của cộng đồng mạng hay là điều không tưởng liệu chỉ là một thể nghiệm hay sẽ trở thành brand platform định hình thông điệp sáng tạo của vinamilk trong kỷ nguyên mới dù chưa chính thức đưa ra lời giải đáp nào cho thuyết trong brand phim lần này không ít người dùng đã bày tỏ sự háo hức với những hoạt động của vinamilk ở trong tương lai